Cô chào tất cả các con đến với tiết học mỹ thuật nhé. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng chơi một trò chơi sau nhé. Trò chơi được mang tên ghép hình. Thể lệ trò chơi như sau: 1. Quan sát bức tranh phong cảnh bầu trời và biển. 2. Chọn tìm các hình ghép phù hợp bên cạnh để hoàn thiện bức tranh trong 15 giây. Các bạn đã sẵn sàng chơi chưa nào? Mười lăm giây bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ cô mời các con cùng xem đáp án nhé. Bạn nào có đáp án giống cô thử cho các bạn một tràng pháo tay nào. Trò chơi ghép hình chính là chủ đề tiết học ngày hôm nay. Chủ đề đại dương mênh mông. Và chúng ta sẽ tìm hiểu bài 1, bầu trời và biển. Nếu không để chờ đợi lâu thêm nữa, cô mời các con cùng xem một clip ngắn sau để tìm hiểu về bầu trời và biển trong tự nhiên như thế nào nhé.
ta vừa được xem khung cảnh bầu trời và biển trong tự nhiên thật đẹp và bình yên đúng không nào? Quan sát hình ảnh trên cho cô giáo biết đó là khung cảnh biển ở thời điểm nào nhé? À, chính xác, đó là buổi sáng bình minh và buổi chiều hoàng hôn. Vậy quan sát thực tế, các em thấy bầu trời và biển thường có màu gì? À, chính xác, đó chính là màu xanh dương. Cô thưởng cho những bạn nào có đáp án đúng nhé. Cô nghĩ rằng mỗi bạn trong lớp chúng mình đều đã được bố mẹ đưa chúng ta đi tham quan đến những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam mình rồi đúng không nào? Vậy quan sát ba khung cảnh biển trên, bạn nào giỏi cho cô giáo biết khung cảnh biển này thuộc địa danh nào? À, rất giỏi, đó chính là biển Nha Trang, biển Quy Nhơn và cuối cùng là biển Hạ Long. Đây là ba địa điểm danh lam thắng cảnh rất đẹp và nổi tiếng của nước ta đấy. Đặc biệt, biển Hạ Long còn được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới các con ạ.
Thank you.